Xin chào tất cả các bạn. Lần này thì mình sẽ lại dùng thời gian để trò chuyện với các bạn. Và ở tuần này thì mình muốn trao đổi với các bạn về một trường hợp mà của một bạn ở trong nhóm đã gửi cho mình. Trong đó bạn có đặt câu hỏi là về bạn gái nhà bạn ấy. Bạn ấy có một vấn đề gặp phải, đấy chính là hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người đối diện, nhất là với mẹ. Ví dụ như là ngay cả khi mẹ không buồn gì mà chỉ đang tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó thì bạn ấy cũng để ý và bảo rằng là sợ mẹ đang buồn. Hoặc là khi ở nhà có hai mẹ con thì có thể là sẽ dùng cái thời gian mà hai mẹ con ở bên nhau để giải tỏa. Nhưng mà đến khi bạn ấy đi học rồi thì ở lớp, ở trường mà các bạn, ngay cả khi các bạn có thái độ gì đấy thì về nhà bạn ấy cũng buồn. Và cái điều đấy thì khiến cho mẹ cảm thấy băn khoăn. Mẹ cũng không muốn là con rơi vào cái tình trạng như vậy, và nên làm như thế nào? Đối với cái câu hỏi này thì mình thực sự nghĩ rằng là đây là một bà mẹ mà rất là quan tâm tới con và mong muốn là sẽ giúp cho những cái cảm xúc của con nó được tích cực hơn. Và nhân cái trả lời câu hỏi của bạn thì mình cũng giúp cho các bạn nhìn nhận thấy là sẽ trong thực tế sẽ có những bạn mà thuộc kiểu là đất sét, nghĩa là các bạn ấy rất là dễ bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh, bị ảnh hưởng bởi hành vi, hoặc là bị ảnh hưởng bởi thái độ hoặc là cảm xúc của người khác. Trong khi một số bạn thì kiểu sẽ không để ý gì cả, sống theo kiểu rất là vô tâm, rồi rất là vui vẻ. Thì một số bạn ngược lại lại như thế, tức là sẽ rất là quan tâm tới thái độ của người khác. Thậm chí cái thái độ của người khác như thế nào thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ của bản thân. Và cái kiểu đất sét này thì đúng như là mẹ có hơi băn khoăn, đấy chính là nó cũng có thể ảnh hưởng tới việc học tập của bạn, nó cũng ảnh hưởng tới cái lối sống của bạn. Và đặc biệt là những bạn như thế này nếu không được hỗ trợ hoặc là có một cái cú sốc nào đấy thì các bạn rất dễ rơi vào cái tình trạng là buồn bã, chán nản, thậm chí là trầm cảm, sẽ dễ rơi vào những tình trạng về sức khỏe tinh thần hơn so với những bạn khác. Và vì thế, với những bạn như thế này thì cái cách mà xử lý của mọi người và đặc biệt của mẹ thì sẽ là như thế nào? Sẽ bao gồm một số những bước như sau. Thứ nhất đó là bạn sẽ cần phải hiểu và chấp nhận cái cảm xúc của con, cũng như là chấp nhận cái tính cách hay là khí chất của con, và hiểu rằng con bạn là một cô bé nhạy cảm. Những người nhạy cảm như thế này á thì thường sẽ gọi là đối diện với những vấn đề khác ở trong cuộc sống khó khăn hơn, và con bạn rất là cần một cái sự gọi là thủ thỉ tâm tình, giống như là bạn nói ấy, là hai mẹ con sẽ có những giờ phút để trò chuyện với nhau liên quan tới cảm xúc của con. Ví dụ như vì sao mà con lại thấy buồn với những cái bạn ở trong lớp, hoặc là mẹ hiểu, hoặc là mẹ biết rằng là con đang buồn, hoặc là con đang cảm thấy căng thẳng, con đang cảm thấy khó chịu. Và không phải chỉ dành cho bạn này mà tất cả các bạn khác thì đều mong muốn là được chấp nhận cảm xúc. Và mình mong các bố mẹ sẽ luôn luôn đứng về phía con ở cái khía cạnh cảm xúc này, nghĩa là nói với con rằng bố mẹ chấp nhận cái cảm xúc đấy của con. Cái thứ hai rất là quan trọng, đấy là mình sẽ cố gắng là chính bản thân em á, cũng làm cho cái cuộc sống của em á, nó trở nên tích cực hơn. Nó tích cực hơn. Em cũng ngược lại, em đừng có quá căng thẳng về những gì mà con đang trải qua. Hãy thật sự là thoải mái. Và khi em có một lối sống tích cực rồi á, rất là lành mạnh theo một cái nghĩa mà rất là rộng của từ này á, thì khi đó con em cũng được truyền một cái năng lượng tích cực như thế. Và cái tích cực này thì có thể bằng việc là hai mẹ con rủ nhau đi bộ với nhau chẳng hạn, đi bộ để trò chuyện với nhau, hai mẹ con đi shopping chẳng hạn, hoặc là cùng tham gia một môn thể thao nào đấy, hoặc là dẫn nhau đi cội đầu, đi làm tóc. Tức là những cái hoạt động mà nó rất là tích cực, nó rất là vui vẻ, và nó có thể kéo
con em ra khỏi cái tâm trạng mà nó kiểu lo lắng hoặc là căng thẳng, khi mà luôn luôn sẽ cảm thấy rằng à mọi người xung quanh sao mà buồn bã thế. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa ấy, là em cũng nên cố gắng là giúp cho con nhận diện được những cái điểm mạnh nào của bản thân. Và cái điều này á, thì trong tất cả những cái cuộc trò chuyện với cha mẹ, mình luôn luôn nhấn mạnh rằng là sẽ phải làm như thế nào mà giúp cho con sẽ nhận diện được cái điểm mạnh. Và khi con đã nhận diện được điểm mạnh rồi, con sẽ cảm thấy tự tin hơn và con không bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác nhiều nữa. Đó chính là cái cách mà cái ông bố bà mẹ có thể hỗ trợ và giúp đỡ được cho con. Tiếp nữa là trong một cái khoảng thời gian ở trong ngày, thì ngoài cái việc là kết nối với mẹ, trực tiếp với mẹ, thì nên tạo một cái khoảng thời gian chất lượng dành cho những người khác ở trong gia đình. Và trong cái việc chơi và là trò chuyện một cách chất lượng với những người trong gia đình, thì con cũng sẽ học được cái cách là từ từ để điều chỉnh cảm xúc của mình. Và với những cái bạn như thế này, thì cái việc mà luôn luôn được thể hiện cái cảm xúc của bản thân hơn là việc là chỉ trông vào cảm xúc của người khác thì nó rất là quan trọng. Và sự khích lệ của mẹ, ví dụ như là mẹ vui khi mà thấy con rất là vui chẳng hạn, mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà con đã thực sự là thấy hòa nhịp với mọi người, vân vân, thì tất cả những cái khích lệ đấy sẽ khiến cho cuộc sống của con bạn cũng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Và bằng bốn cái điều đấy mà cứ làm từ từ và dần dần á, thì mình tin rằng là một lúc nào đấy bạn sẽ cảm thấy rằng à, cuộc sống của cô con gái của mình đã thay đổi rồi, bạn ấy sẽ rất là vui vẻ. Nhân đây thì mình nhắc lại một lần nữa là các bố mẹ ơi, hãy cố gắng là tìm hiểu, suy nghĩ và chấp nhận cảm xúc của con, vì về lâu dài thì cái điều đấy thì sẽ rất có lợi cho cái tiến trình thành công của con, và tránh cho con bạn rơi vào cái tình trạng là mất kết nối hoặc là ngắt kết nối với bố mẹ, hoặc là con bạn gặp những cái tình trạng về sức khỏe tinh thần. Và ở cái số lần sau, podcast lần sau, thì mình sẽ dành thời gian để trả lời cho một bạn ở Hải Phòng mà cũng vừa mới kết nối với mình liên quan tới việc là bị mất kết nối với đứa con của mình. Hẹn các bạn vào cái số tuần sau nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.